Lào Đế Tua Giêsu Christus ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Giáo Hội Nam Châu xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đình trinh cảm ơn quý vị và anh chị em đã theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Người Công giáo cam kết cử hành thánh lễ để ủng hộ việc phong chân phước cho Đức Hồng Y Sin. Washington DC c ngày 3 tháng 12, địa phận Peoria, Illinois đã công bố rằng Vatican đã quyết định hoãn việc phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Fulton Sheen. Điều này đã dẫn đến một nỗ lực từ những giáo dân để cử hành thánh lễ trên toàn thế giới hầu cầu nguyện cho việc phong chân phước của Đức Tổng giám mục được tiến hành. Những người tổ chức của phong trào hy vọng có một triệu thánh lễ cử hành vào ngày mùng 9 tháng 12, nhân dịp 40 năm qua đời của Đức Tổng Giám Mục. Chúng tôi quyết định đáp lại bản tin đầy thất vọng của Vatican về việc dừng phong chân phước cho Đức Tổng Giám Mục Sinh bằng một cách thức tích cực nhất và với cầu nguyện. Bà Loana Mayer một người công giáo ở New Jersey nói với Catholic News Service vào ngày 5 tháng 12 các linh mục dân những thánh lễ này và những giáo dân tham dự sẽ lay động thiên đàng để kết thúc tình trạng không may mắn này. Nghi thức phong chân phước cho Đức Tổng Giám Mục Xin đã được dự định vào ngày 21 tháng 12 ở địa phận Peoria tại nhà thờ chánh tòa Saint Mary. Địa phận Peoria đã công bố rằng địa phận đã được báo cho biết việc hoãn này từ ngày mùng 2 tháng 12. Hàng triệu người biết và yêu mến Đức Tổng Giám Mục Xin và nhớ đến lòng sùng kính của Ngài dành cho Thiên Chúa và Đức Thánh Cha. Bà Mayer nói là một trong những người biết và trong 66 cuốn sách Ngài viết. Ngài khuyến khích tất cả chúng tôi cầu nguyện để xin ơn lành của Thiên Chúa. Có thể là một phước lành cho nhiều người trên thế giới nếu Đức Tổng Giám Mục được phong thánh. Vì vậy, chúng tôi quyết định lay động thiên đàng với lời cầu nguyện từ nhiều người trên toàn thế giới những người mà Ngài đã truyền cảm hứng. Bà Mayer nói thêm như vậy. Lý do của việc hoãn phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Xin được đưa ra trong một bản văn từ địa phận Rochester, New York vào ngày mùng 5 tháng 12, nơi Đức Tổng giám mục làm việc từ tháng 10 năm 1966 cho đến khi Ngài nghỉ hưu vào tháng 10 năm 1969, khi Ngài nhận danh hiệu Tổng giám mục địa phận đã nêu lên mối quan tâm về vai trò của Đức Tổng Giám Mục trong việc thuyên chuyển các linh mục và đưa các mối quan tâm đó lên đến Bộ Phong Thánh. Kết quả là các ủy viên của Vatican nói họ muốn duyệt xét lại cách kỹ lưỡng hơn về những văn thư này trước khi việc phong chân phước được tiến hành. Trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, điều quan trọng cho người tín hữu phải biết rằng đã chưa bao giờ hoặc ngay bây giờ có bất kỳ chứng cứ gì chống lại đức tổng giám mục Sin liên quan đến việc lạm dụng trẻ em. Địa phận Peoria nói trong bản tuyên bố của mình như vậy. Các diễn đàn truyền thông xã hội của Catholic Connect và những đài phát thanh công giáo truyền thông mạng bắt đầu loan truyền tin về nỗ lực dâng thánh lễ cho án phong thánh của đức tổng giám mục Sin vào trưa ngày mùng 5 tháng 12 và chỉ trong vài giờ đã có đến 300.000 người hứa dân thánh lễ trong các địa phận. Chương trình TV Eternal World Television Network, National Catholic Register và nhiều chương trình truyền thông công giáo khác đã đăng tải điều này lên trang Facebook. Các linh mục có thể dân thánh lễ, giáo dân có thể tham dự và những người đau ốm có thể lần chuỗi mân côi vào ngày 9 tháng 12, bà Mayer nói như vậy. Đức Tổng giám mục Fulton John Sheen là một người dân bản địa thuộc El Paso, Illinois, được chuyển chức lên mục vào ngày 20 tháng 9 năm 1919 tại nhà thờ chánh tòa St. Mary ở địa phận Peoria. Ngài tiếp tục dạy tại Đại học Công giáo Mỹ ở Washington và lãnh đạo Hiệp hội Truyền bá Đức Tin. Có lẽ, Ngài được nhớ đến nhiều nhất với chương trình TV Cuộc Sống Thì Đáng Sống, nổi tiếng của Ngài. Đức Tổng Giám Mục qua đời vào năm 1979, thọ 84 tuổi, án phong thánh của Ngài được mở một cách chính thức vào năm 2003. Giáo hội đã tuyên bố những nhân đức anh hùng của Ngài và Ngài đã được ban cho tước hiệu bậc đáng kính vào năm 2012 bởi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Vào tháng 7, Đức Giám Mục Daniel Jensky của địa phận Peria đã công bố Đức Thánh Cha Francisco đã trở nhận phép lạ được quy cho sự chuyển cầu của Đức Tổng Giám Mục Xin. Điều này đã mở đường đến việc công bố Ngài sẽ được phòng chân phước. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ vatican gmail com Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lào đế tua Jesus Christus ngợi khen Chúa Jesus Kitô.